Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Ca sĩ Giao Linh luôn được nhiều thế hệ khán giả yêu mến và thường nhắc đến như một trong số những nữ ca sĩ nổi tiếng nhất của dòng nhạc thế hệ trước năm 1975. Cô sở hữu giọng hát truyền cảm và có phần nức nở thổn thức phù hợp với những ca khúc nhạc buồn sâu lắng đã được nhiều người gọi với biệt danh Nữ Hoàng Sầu Muộn của dòng nhạc vàng. Ca sĩ Giao Linh sinh năm 1949, tên khai sinh ban đầu là Đỗ Thị Xin. Khi mới được sinh ra, cô rất nhỏ bé và khó nuôi, nên được một thời gian sau đó thì đi làm giấy tờ khai sinh. Cha của cô muốn đặt một cái tên hơi xấu một chút để cho dễ nuôi, nhưng theo quan niệm của người xưa. Tuy nhiên, người công chức phụ trách làm giấy cho bé gái để tên như vậy thì thấy lạ quá nên đổi lại thành Đỗ Thị Sinh. Bố mẹ Giao Linh quyết định giữ luôn cái tên này. Sau này khi có ý định đi hát, Giao Linh được một người bạn thân thiết ở Đà Lạt đặt cho nghệ danh là Giao Linh, với ý nghĩa là hai tâm hồn giao nhau. Ca sĩ Giao Linh được sinh ra trong gia đình đông anh chị em, tổng cộng 10 người, nhưng ba người mất sớm, cha của cô là Phù Lý, Hà Nam và vận chuyển vào Nam để tự lập. Vào năm 12 tuổi, ông xin vô đồn điền cao su của người Pháp nên đã học được tiếng Pháp, sau này nhờ vậy mà được tuyển vô làm tòa lãnh sự Pháp ở Sài Gòn. Giọng ca sầu tím Tiệp Hồng vừa trải qua 10 ngày nhập viện và chưa bao giờ có thể trở lại sân khấu được. Ông Jemmy Võ, chồng Giao Linh, kể ca sĩ vừa xuất hiện cách đây vài ngày do chứng điều trị nhồi máu cơ tim, giọng ca 67 tuổi, được bác sĩ yêu cầu nghỉ dưỡng nhiều tháng sau khi trở lại sinh hoạt bình thường. Bà phải hoãn kế hoạch đi hát vô thời hạn, nhận được nhiều lời mời từ các bầu show. Chồng danh ca Giao Linh cho biết, Giao Linh thu âm một số bản nhạc đến bài thứ 5, bà thằn mệt, tức ngực và phải ngồi nghỉ một lát. Nghĩ trùng gió, ba nhờ người cạo gió rồi trở về nhà. Sáng hôm sau, bà được chồng đo huyết áp mới thấy chỉ số xuống quá thấp với thông thường. Ca sĩ được đề nghị chuyển vào bệnh viện Gia Định, quận Bình Thạnh. Các bác sĩ chẩn đoán bà bị nhồi máu cơ tim. Do bệnh tình chuyển biến nặng, nhịp tim bị giảm, bà được bác sĩ lắp ba ống đỡ động mạch. 10 ngày sau, tình trạng bệnh đỡ dần, Giao Linh xuất hiện. Ông xã danh ca cho biết đây là sự cố nguy kịch với bà, bởi trước đó bà không có dấu hiệu bất ổn về sức khỏe. Giao Linh tên thật là Đỗ Thị Sinh, sinh năm 1949 tại Sài Gòn. Năm 1982, danh ca sang nước ngoài định cư cùng gia đình. Tại hải ngoại, bà theo đuổi công việc ca hát, ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc và luôn trung thành với phong cách nhạc trữ tình. Năm 2000, Giao Linh về Việt Nam biểu diễn và định cư. Năm 2014, Giao Linh, Phượng Dung kết hợp làm live show. Ca sĩ hiện tượng xuyên biểu diễn tại phòng trà, hội chợ và đi hát từ thiện. Năm 2016, bà thực hiện đền nhạc kỷ niệm 50 năm vào nghề, hát với nhiều đồng nghiệp như Hoài Linh, Chí Tài, Sơn Tuyền, Thanh Ngọc Thái. Nữ danh ca cùng chồng tham gia một chương trình giới thiệu live show ca nhạc ở thành phố Hồ Chí Minh. Giao Linh là giọng ca khách mời live show của chồng Vũ. Bà chia sẻ nhận lời tham gia trong đêm này vì có mối quan hệ thân tình với đồng nghiệp bà từng nhiều lần song ca. Dưới hàng ghế khán giả, ông Jemmy Võ, chồng của ca sĩ Giao Linh, lặng lẽ theo dõi vợ suốt chương trình. Thỉnh thoảng ông vỗ tay tán thưởng những câu đùa dí dỏm của người vợ kém tuổi. Đôi vợ chồng gọi nhau là anh em, tình cảm ở sự kiện. Cuối tháng 10 vừa qua, Giao Linh vừa được chồng trao nhẫn cưới. Sau hơn 30 năm kết hôn, cả hai làm hôn thú vào năm 1988 tại Las Vegas, Mỹ và quyết định không tổ chức đám cưới. Lúc đó bà nói với chồng, làm đám cưới không mời hết thì người ta buồn, mà mời hết thì mình đâu đủ tiền, thôi mình thương nhau cứ sống như vậy là đủ. Nữ Hoàng Sầu Muộn kể, mình và ông xã gặp nhau năm 17 tuổi. Chồng bà khi đó đã mang tiếng đào hoa nhờ vợ. Khi ông ngỏ lời, bà nói, trời ơi, ai mà dám lấy anh. Anh nhờ vợ lầm, lúc đó khiến ông giận và mất liên lạc với nữ ca sĩ trong suốt thời gian dài. Giao Linh tâm sự, hơn 30 năm qua, bà vợ chồng sống êm ấm dù không có con chung. Danh ca sinh năm 1946 coi 6 đứa con của chồng như con chuột của mình.
Chồng Giao Linh không hoạt động trong nghệ thuật nhưng luôn hỗ trợ chị trong từng bước đường nghệ thuật, xuất hiện ở buổi ghi hình Sài Gòn đêm thứ bảy phát sóng vào tối. Ông chăm sóc nữ danh ca từng ly từng tí, ông quay hình vợ khi biểu diễn để về nhà xem lại. Ở tuổi hơn 60, nữ hoàng sầu muộn vẫn đều đặn phục vụ khán giả hát và sự cổ vũ của chồng, đồng thời là quản lý của chị. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.